chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay chia sẻ với các bạn những cái điểm sạt lở do cái đợt bão số 3 vừa qua đi qua rất là khủng khiếp các bạn ạ. Hiện tại ở đây là đang có một cái đầu cầu bị sạt lở cả một vế quả đồi xuống rất là nhiều và gây hỏng đường. Mình sẽ quay chia sẻ với mọi người nhé. Mọi người cùng đón xem. Đây mọi người nhá, phía trước là hai cái máy xúc đang cuốc đất rất là miệt mài để san cái tả ly này xuống nha mọi người. Cực kỳ là nguy hiểm và dốc nhá. À, chỗ này thì rất là cao, đây sạt lở có thể đùn hết cả đường lên mọi người này. Nhìn nó khiếp luôn. Đây thì là họ vẫn còn những cái chỗ đang nở đất này. Qua cao ở tận trên kia có cái tả ly kìa. Chỗ này nó lở, vẫn còn lở mọi người ạ. Do đất nó bị nhũn ý. Thời gian vừa rồi nó mưa nhiều cho nên là nhũn đây này. Cực kỳ là nhiều đất. Đây là họ chở đi rất là nhiều nha mọi người. Là đường chỗ kia nó còn đùn rộp cả đất lên kìa. Đây, các bạn nhìn cái chỗ này. Nó đùn nhô cả cái đường nhựa lên kìa. Hai cái máy rất là to đang miệt mài cuốc các bạn nhé. Bây giờ họ đang làm thành bậc. Cái chỗ này thì nó sạt lở nhưng mà nó chỉ là sạt, họ đang cuốc ở cái điểm mà vết nứt bên dưới các bạn nhé. Ở tận bên trên còn một cái vết nứt rất là to. Không biết là họ đã cuốc lên cái vết nứt to chưa nhưng mà cái lượng đất thì rất là nhiều. Không biết là cái công trình này thì sẽ bao lâu mới xong. Cái đoạn này chắc họ sẽ phải đổ lại nhựa mọi người ạ. Kìa kìa, cái giống chân cái đầm sạt lở kia nó đùn cái đường nhô cao lên khoảng hơn 1 mét so với cái mặt đường. Bên này thì là cái cầu này gọi là cầu Kim Bình. Họ sẽ san đất sang bên này thì có một cái bãi đất rất là đẹp. Đó. Hai con máy này bây giờ cũng là gần trưa rồi nhưng mà vẫn miệt mài đào đất các bạn ạ. Sàn lấp các kiểu để cho nó chắc chắn mà lở rất là kinh, quá là nhiều đất cao vút trên kia. Đây là cái bác có chỉ huy cái công trường ở đây, giờ còn phải leo lên để khảo sát mọi người, khảo sát xem là cái bờ tường bên này có cuốc nữa không hay như thế nào đấy, cho nên là rất là nguy hiểm nhé. Thực sự là chỗ này rất nguy hiểm, mọi người không lên lại gần, nhất là rời mưa rời bão là chúng ta lên đi nhanh qua khu vực này. Rời nắng thì ngồi ở đây được thôi chứ rời mưa thì chúng ta không dám ngồi đâu mọi người. Cái vệt nứt nó sẽ kéo dài suốt từ hướng 12 giờ đây này, trên màn hình của chúng ta hướng vệt nứt là rất là dài. Đấy, cái anh chỉ huy cái anh đang leo lên sát công trình hay sao ấy, leo lên rất là cao luôn. Hôm nay mình sẽ ngồi đây chia sẻ với mọi người nhé một cái hình ảnh cập nhật mới nhất về cái cầu Kim Bình. Kỳ là vết sạt lở kìa. Trước mình đã quay một vài cái clip về cái vết sạt lở tít trên cao kìa mọi người kìa. Nó có vẻ sạt đến tận 2 mét. Về bên này vẫn là đất sạt nhé, chưa phải đất cuốc mà đất sạt thôi. Đang đào thành những cái bậc bậc để cho nó giật cấp đi mọi người. Nếu như họ giật cấp đến đây thì xuống dưới lại có giật cấp nữa không. Ngày xưa cái chỗ này mình thấy là họ đã từng đổ bê tông để cái bảo vệ cái sạt lở rồi mọi người ạ. Đổ hẳn bê tông làm xây ảnh rãnh thoát nước các kiểu an toàn rồi nhưng mà do nó lướt quá nhiều và cái địa chất nó đứt gãy nên là nó vẫn sạt lở. Hai con máy vẫn miệt mài cuốc đất. Nhìn gần gần đây các bạn thấy không? Ngay bên dưới này thôi mà đất nó lở như thế này. Đây là hết mưa rồi nha, nhưng nếu mà vẫn còn mưa thì nó vẫn còn lở khủng khiếp luôn. Hai cái máy này mình được biết là họ cũng đã làm cách đây rất là nhiều ngày rồi đấy chứ không phải bây giờ mới làm đâu mọi người ạ. Làm rất là nhiều ngày rồi mà bây giờ vẫn còn nhiều ngổn ngang như thế này, chúng ta là
lượng đất không hề ít luôn. Chỗ này nó phải cao đến 450 mét mọi người nhé, cái độ cao quá. Cao 450 mét so với mặt đường. Lượng đất quá nhiều. Một con máy Hitachi và một con máy Komatsu đào bao nhiêu là đất. Công trình này chắc phải mấy ngày nữa mới xong mọi người. Ra cùng nhìn cái xe này đi qua cái dốc ở phía kia nhé, phía kia có một dốc rất là cao do đất nó đùn nhô lên đấy, cao như kiểu sống lưng. Bạn thấy cái con container kéo gù lên luôn. Wow, qua rồi, bổng bánh sau luôn, đưa bánh sau lên luôn. Thêm một cái máy kia chắc nghỉ trưa rồi, giờ gần trưa rồi. Xong rồi cái chỗ này cũng rất là sợ mưa, mưa bây giờ rất là nhũng đất. Tít trên kìa, nứt. Đất nứt tít trên. Máy di chuyển sang bên này. Đắp thêm một chân nữa để chắc, họ sửa lại cái nền đường. Đất này rất là tươi, đất này mà làm gạch thì ngon. Đất pha trì, dạng đất sét. Nắng như thế này nhưng mà chiếc máy vẫn cứ hoạt động tích cực để cho nhanh xong mọi người. Không là mưa đến là rất là nguy hiểm cho các phương tiện đi qua đây. À, bên xa xa kia con Komatsu đang tích cực cuốc ở góc bên kia nha. Còn con máy đây vàng vàng đỏ đỏ này thì sẽ làm một cái khu vực rộng hơn này. Con này Hitachi 225 này cũng khá là to đấy mọi người ạ. Đang dùng hết công lực cho để cào cuốc. Phía bên dưới này thì có những cái phi nhựa đường họ chuẩn bị để mấy nữa giải lại nhựa đây mọi người. Mấy nữa sẽ thảm lại nhựa cái đoạn này nhé. Nhựa đường người ta để sẵn ở đây. Công trình này khá là dài tập. Mình sẽ đi ra chỗ kia mình xem cái công nông kia họ đi lên dốc nhé mọi người. Xem con công nông lên dốc nó lên được không. Rất là dốc luôn. Đấy, bỏ lên cái gằn này. Người thấy không? Rất là khó khi đường nó bị cong lên như này nhé. Đi rất là nguy hiểm. Đấy. Chiếc công nông kiểu gỗ. Trước là đoạn này là bằng phẳng nhé mọi người. Trước là đường bằng phẳng, bây giờ là thành cái dốc đất đùn lên. Đấy. Rất là cao. Công nông kiểu keo, gỗ keo mọi người. Đây thì người dân khai thác gỗ thì chủ yếu là vẫn dùng bằng công lông thôi để đi lên đồi các thứ. Đây là cái đoạn này nó sạt lở, nó khá là nguy hiểm. Mình sẽ đi sang đầu bên này để
quay cho mọi người cùng xem nhé. Này nó đùn hẳn cái đường này lên luôn, khủng khiếp luôn. Bên này bùn nó vẫn còn nhão nhét thôi, vẫn còn sột sệt bùn kinh khủng. Này bảo sao không sạt lở ác, quá nhiều nước. Đây mọi người, đất nó đùn lên này. Đây là trước là cái đường cũ nhà người ta đây, đường cũ cái sân nhà họ này mà bây giờ đất nó đùn lên này. Lên đường bê tông, lên đường nhựa đùn lên khoảng gần 1 mét. Ô tô con giờ đây đi qua đây còn khó ấy mọi người. Trên kia nha các bạn, trên này thì cái vết này, sạt lở này chỉ gọi là cái điểm chân thôi, cái điểm đầu của nó, điểm đầu của nó thì phải đi qua cái điểm sạt lở tiếp trên cùng kia lên khoảng mấy chục mét nữa lên trên. Cái chỗ chúng ta nhìn thấy cái chỗ cuốc rồi kia là chỉ là cái điểm nưng nưng thôi, đỉnh của nó là điểm nứt trên, còn một điểm nứt nữa thôi. Hiện tại là không có lối lên, còn lối lên thì mình sẽ leo lên đấy để quay chia sẻ với mọi người, nhưng mà không có lối lên. Chút nữa mình sẽ bay flycam để chỉ cho mọi người những cái chỗ mà nó còn cao hơn nhé, là cao, cực kỳ là nhiều đất đá đấy, nguy hiểm chưa? Cái kìa, cái xe kia đang đi mà đất đá nó lăn một phát xuống qua xe máy luôn. Đây, trên này thì là cái điểm đầu cầu này mọi người này, điểm đầu cầu ở đây nhé. Đầu cầu là cái điểm nước nhiều, bùn nhiều ấy. Chỗ này nó như kiểu là một khe nước chảy từ trên đồi xuống, cực kỳ là nhiều nước. Đấy, mọi người thấy những xe đi qua đây phi nhô của xe lên. Sau cái trận bão Yagi thì thực sự là ở không những ở đây đâu các bạn, ở nhiều nơi khác cũng thiệt hại rất là nhiều. Đây là không có thiệt hại về người nhưng chỉ ảnh hưởng về công trình đường xá và nhà cửa các thứ thôi. Điểm này được khắc phục sau cùng, còn đa số là những cái điểm cần thiết thì khắc phục trước. Chỗ này họ phải chờ, nó cũng phải giáo giáo ấy. Đấy, xe máy đi vất vả chưa, bao giờ họ sẽ chờ nó giáo giáo nước đi thì cuốc là mới an toàn. Trước nó đang nhão ấy, đang nhã thì người ta cũng không dám mang máy lên đâu, rất là nguy hiểm. Đây là mình sẽ quay cho mọi người xem cái con xe tải nó bò đang đường bằng rồi cũng như phải lao dốc. Nguy hiểm đập phết rồi mọi người, đất nó lăn xuống. Nhưng mà đất thì không sao nha, vô tình cái hòn đá là nó lăn xe con, nó lăn vào xe luôn rồi. Xe tải chở lặng bò qua cái dốc này. Các bạn thấy vất vả không? Đây đang đi đường nhựa đấy nhé, bây giờ lên thành cái dốc này. Nãy con xe công đi qua đây là còn treo hết hai dàn bánh sau đấy, nào cắm đầu xuống dốc sợ phết đấy mọi người, không hề đơn giản. Cần dài ngoằng luôn, cần rất là dài để trải được xa hơn cái tầm với. Giờ là bắt đầu là đi gạt là để lấy cái mặt bằng hay sao đó. Đây này, máy xúc này phải là ngồi chịu nắng rất là tốt nhé. Chịu nắng và cái độ quay chóng mặt thì cho mình ngồi chịu chết không ngồi được rồi. Quay một tí là chóng mặt buồn luôn. Thank you.
góc bên này thì có thể nhìn thấy con máy Hitachi bên kia đang đang bò dần sang bên này để hai con tiếp cận gần nhau hơn. Đấy, cái chỗ này không giải quyết sớm thì nó có nguy cơ là nó đùn cả đất ở trên xuống mọi người nhé. Đấy, chỗ này này không cuốc sớm thì nó mà đùn một phát nó đùn bay cả cái nhà bên này luôn, rất là nguy hiểm. Hiện tại là cái đường nhựa mà nó đùn được như thế này thì không biết là nếu mà mưa nhiều thì nó sẽ đẩy hết cả đi như thế nào, nó đẩy sạch luôn. Lượng đất đá nó quá là nhiều từ bên trên kia nó dạt xuống. Nếu mà cái vệt nước đúng của nó các bạn ạ thì nó phải ở tít trên cái cây cao cao kìa. Đấy, cây cao cao ở chính giữa màn hình. Vệt nước của nó phải cao ngang cái tầm cây, cái gốc cây đấy. Cái điểm sạt nở này thì nó chỉ là điểm dưới thôi. Điểm này nó gọi là một nửa cái bên dưới thôi, còn cái nửa bên trên nó mới là cái chỗ nhiều nhé. Bên trên nó mới là vết nứt to. Nhưng mà hiện tại trên đấy nó chưa bị sạt, nó chỉ có vết nứt to khoảng 2 mét thôi. Chiếc máy bên kia như là nghỉ rồi. Giờ đến giờ nghỉ trưa rồi mà 11 giờ là họ nghỉ nhé. Mình cũng đoán vậy thôi, thấy họ đóng cửa máy thì chắc là nghỉ rồi. Anh đại máy có xem được video này thì cho em một like nhé, một like, một subscribe, đăng ký kênh nhé. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Hai con máy ra đứng cạnh nhau à? Hay làm gì? Chắc họ sẽ đứng ở đây mọi người ạ. Đỗ ở đây thôi. Bây giờ đến giờ nghỉ trưa rồi. À, hay họ đang làm đường xuống nhỉ? Không biết được họ làm gì. Cái này thì mình cũng chịu á. Mình chỉ hóng hớt thôi. Chia sẻ cho mọi người cùng xem là chứ không biết là họ sẽ làm cái việc gì. Hiện mà con Hitachi kia đang nghỉ rồi. Chắc là chiều người ta sẽ tiếp tục làm. Có thời gian mình sẽ tiếp tục quay chia sẻ với mọi người. Chỗ này nó đang đùn ra mọi người này. Chỗ này giờ chỉ cần mưa thêm khoảng một ngày thôi là nó trút cả cái đống đất này xuống. Nó hàng trăm khối đất sẽ trút hẳn xuống. Bên này thì chắc là máy nghỉ hết rồi. Trưa rồi, bây giờ nắng rồi mọi người ạ. Rất là nắng nôi. À, vẫn chưa nghỉ, vẫn cuốc tiếp, rất chịu khó. À, hôm nay được cái trời nắng đẹp. Ây à, nhiều đất lắm, chỗ này nhiều đất lắm, chắc mới nữa chở đi nữa chứ chỗ này làm sao mà đủ diện tích, chắc họ phải chở đất đi. Chở đất đi nơi khác nữa mà. Dập rộng cái đường ra thì chỗ này đường người ta phải co vào chắc phải đến 5m, 6m nữa. Đây, xem quả công nông chở gỗ ấy. Ngày xưa được lái cái loại công nông đổ dọc. Rất là khỏe mọi người nhé, con này chở đến 6-7-8 khối luôn. Bây giờ máy nghỉ rồi, mình sẽ quay một vài shot của tay cam để chia sẻ với mọi người. Chạy cái loại công lông này
Ngày trước đi học họ rất thích đi để hít khói mọi người. Khói công nông rất là thơm nhé, chạy bằng dầu. Giờ mình đi theo một chút, đi bên này để nó không bị bụi mọi người ạ. Các bạn thấy không, ở những cái vùng nông thôn thì đa số là vẫn còn sử dụng cái xe như thế này để đi vào rừng để chở củi và chở nông sản, ngô khoai sắn nhé. Bạn thấy đường đi vất vả không? Đợt bão ra khi vừa rồi thì cũng rất là đông các đoàn thiện nguyện vào đây để giúp đỡ người dân ở trong này đó. Leo cái đèo này cũng khá là cao và khó đi nha mọi người. Thì tôi xem mình leo như nào. Thì đây, chia sẻ quay lại với cả cái công trường này thì các bạn nhìn lại một vòng nhé. Bây giờ máy móc là cũng đang nghỉ rồi, đang nghỉ trưa. Mình vào đây để chia sẻ với các bạn một cái đoạn video nó cũng thực tế nhất thời điểm hiện tại này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy, đây này. Công đông này mèo cực kỳ là vất vả luôn, không hề ngon đâu các bạn ạ. Nhìn vậy thôi không hề ngon chút nào, leo được lên đây là cả một sự bản lĩnh, gan dạ, nguy hiểm mới có thể leo lên đây được. Dã man chưa. Thôi tốt nhất là mình không đi gần cái xe này các bạn ạ. Thì có sự cố đây là mình không đỡ được. Cảm ơn các bạn. Bye bye.